Những ai thực sự bị Bệnh Kiều để ý đều biết rằng Bệnh Kiều không hề đáng sợ. Họ không chỉ là tình yêu thuần khiết mà còn mang lại cho đối phương cảm giác an toàn mãnh liệt. Và để chứng minh rằng chỉ có Bệnh Kiều mới là tình yêu đích thực, tôi đã ngay lập tức chọn phỏng vấn một cô nàng Bệnh Kiều, bỏ lại cô bạn gái xinh đẹp ở trường. Haha, chỉ vì kiếp trước tôi đã cắt dây rốn cho Lưu Như Yên mà giờ đây cô ấy muốn làm bạn gái của tôi. Sau bao nỗ lực kiếm tiền, cuối cùng tôi cũng đủ khả năng mua lễ vật cầu hôn trị giá 7,9 triệu mà cô ấy yêu cầu. Nhưng sau khi cưới, cô ấy lại lén lút ngoại tình với một người đàn ông khác trong nhà. Tức giận, tôi lao vào định đánh gã tình nhân đó. Không ngờ giây sau, tôi ngã khuỵu xuống, hóa ra Lưu Như Yên đã âm thầm bỏ thuốc độc chậm vào đồ ăn của tôi suốt mấy năm qua. Đến tận giây phút cuối đời, tôi vẫn không biết rằng có một người phụ nữ mà tôi từng cứu luôn âm thầm yêu tôi. Giờ đây, quay lại một kiếp, tôi quyết tâm không làm kẻ nếm rạch nữa và muốn để Lưu Như Yên chịu chút khổ. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Đầu óc trống rỗng, tôi nghĩ rằng đây là trò của Lưu Như Yên, liền lớn tiếng gọi tên cô ấy. Thế rồi một giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ vang lên, anh thật sự thích Lưu Như Yên đến vậy sao? Lúc này, người phụ nữ từ từ bước tới trước mặt bàn. Chiếc váy ôm sát cơ thể làm nổi bật từng đường cong hoàn mỹ của cô, đặc biệt là khuôn ngực đầy đặn khiến tôi có chút bối rối. Nhưng trong đôi mắt phượng của cô lại chứa đựng vẻ lạnh lùng và sát khí đáng sợ. Như muốn tôi trả lời ngay câu hỏi vừa rồi. Không, tôi không thích, chỉ có đồ ngốc mới thích cái loại phụ nữ đáng ghê tởm đó. Tôi trả lời, nghe thấy câu nói của tôi, khuôn mặt lạnh lùng như băng của cô gái bỗng tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như hoa đào nở rộ. Rồi cô ấy mỉm cười treo lên giường, ngồi lên eo của tôi, cảm giác kỳ lạ ấy khiến thần kinh tôi căng thẳng. Bàn tay tôi theo bản năng muốn chạm vào cô ấy, nhưng tiếng xích vang lên khiến tôi bừng tỉnh, đầu óc tê liệt, tôi vẫn không biết cô gái này là ai, bèn mở miệng hỏi tên cô ấy. Nhưng cô không trả lời, chỉ cúi người, hai tay chống bên người bạn, phần ngực của chiếc váy hơi trễ xuống, khiến lý trí của tôi gần như đứt đoạn. Và rồi điều đáng sợ nhất xảy ra, cô ấy khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai tôi, em là Ôn Nguyên. Từng chữ từng từ thốt ra mang theo hơi thở nóng bỏng khiến tôi chỉ muốn mất kiểm soát. Tôi cố rời ánh nhìn sang khuôn mặt của cô ấy, và khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của người phụ nữ, tôi bất giác nhớ ra. Hóa ra người phụ nữ này chính là người mà kiếp trước tôi từng tặng hoa khi bày tỏ tình cảm. Nghe tôi hồi đáp, Ôn Huyền đột nhiên phá lên cười lớn, rồi thả mình vào lòng bạn. Ha ha, cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi. Tiếng cười vang lên kèm theo cái ôm siết chặt từ Ôn Huyền, lực ôm của cô ấy mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy đau. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, tất cả chuyện này là thế nào vậy? Người phụ nữ tên Ôn Huyền này cảm xúc có vẻ thay đổi quá mức. Nhìn cô ấy thế nào cũng không thấy bình thường, tôi cần phải chạy ngay. Vậy, nếu em đã nhớ ra tôi, có thể thả tôi ra không? Tôi thử dò hỏi, tưởng cô ấy sẽ từ chối, không ngờ cô lại mỉm cười đồng ý, cô kéo một sợi dây chuyền quanh cổ, từ từ rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Nhìn chiếc chìa khóa dần lộ ra, tôi vô thức nuốt khan và có ý nghĩ muốn trở thành chiếc chìa khóa ấy. Dưới ánh mắt của bạn, Ôn Huyền từ từ quay người lại, bắt đầu mở khóa xiềng xích ở chân bạn. Vòng eo mảnh mai của cô khiến mặt tôi đỏ bừng lên. Sau khi cởi khóa chân xong, Ôn Huyền cúi xuống, chậm rãi mở nút xiềng ở tay tôi. Tôi vừa định cảm ơn thì bỗng cảm thấy một cơn đau nhói trên cổ. Nhớ lấy, đây là dấu ấn em để lại, anh là của em rồi, cô nói rồi đứng thẳng lên, lau miệng, ngẩng đầu nhìn Ôn Huyền, đôi mắt cô đầy vẻ chiếm hữu và hung hăng khiến tôi thoáng thấy sợ hãi. Người phụ nữ này rất nguy hiểm, tôi cần phải trở lại trường ngay. Tôi đẩy mạnh Ôn Huyền và vội vã chạy ra khỏi phòng. Ôn Huyền ngồi trên giường, tay chống cằm, đầu nghiêng nhẹ, cười nhìn theo hướng tôi bỏ đi. Yên tâm, anh không trốn được đâu, nếu anh đã nhớ ra em, thì anh là của em. Không, thật ra từ 10 năm trước, khi anh đưa tay ra cứu em trong bóng tối với chiếc đèn pin, anh đã là của em rồi. Nói xong câu đó, nụ cười trên mặt Ôn Huyền bỗng tan biến. Lại đây, một giọng dứt khoát vang lên, và từ góc tối, một cô gái tóc đuôi ngựa gọn gàng bước ra, có gì dặn dò? Trong 24 giờ, hãy giám sát toàn bộ nhất cử nhất động của anh ấy. Ai anh ấy gọi điện, ai anh ấy gặp gỡ, ăn gì trong mỗi bữa, cô đều phải biết. Bên ngoài, cuối cùng tôi đã thoát ra được, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi chạy ra đường, cảm giác rằng hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra, mọi thứ dồn dập quá sức tưởng tượng, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn. Bất chợt, điện thoại trong túi tôi reo lên. Trên màn hình hiện tên người gọi là Lưu Như Yên, nhìn thấy thông báo của gọi hiện trên màn hình điện thoại. Ánh mắt tôi lóe lên sát ý, kìm nén cơn giận dữ, tôi nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, giọng nói tức giận của Lưu Như Yên vang lên. Trần Trạch, anh có ý gì? Sao anh lại nói chuyện với người khác trước bao nhiêu người như vậy? Sao đàn ông các anh luôn theo đuổi một nửa rồi lại bỏ cuộc? Không có chút kiên nhẫn và quyết tâm gì cả, anh tốt nhất nhanh chóng mua cho tôi thỏi son Dior phiên bản mới nhất để chuộc lỗi. Tôi muốn màu đắt nhất, nếu không, tôi sẽ không nói chuyện với anh suốt cả tháng. Lời nói của Lưu Như Yên như một loạt đạn không ngừng bắn vào tai tôi. Và tất cả những gì tôi đáp lại chỉ là hai từ đầy giận dữ, Lưu Như Yên, im đi. Anh nói gì? Lưu Như Yên giật mình, tay cầm điện thoại run lên, cả người tức giận đến phát điên, định mắng chửi thì đầu dây bên kia vang lên âm báo bận. Cơn giận dữ của cô bị chặn đứng trong lòng, tôi nở một nụ cười nhẹ, đây mới chỉ là khởi đầu, đối với người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ từ từ hành hạ cô ta. Để cô ta sống không bằng chết, như vậy mới xứng đáng với mối hận kiếp trước của tôi. Vừa nghĩ đến kế hoạch tương lai, tôi vừa chậm rãi bước về phía trường học. Tôi không nhận ra, cách đó không xa, có một cô gái thân thủ nhanh nhẹn, lén lút theo dõi tôi. Sau khi tôi cúp máy, cô nhanh chóng lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Đại tiểu thư, Trần Trạch đã nhận cuộc gọi từ Lưu Như Yên.
chúng tôi chưa kịp cài thiết bị nghe lén, nên chưa nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Hành trình địa phủ, khu biệt thự đắt đỏ nhất hàng thành. Người ra vào nơi đây đều là các nhân vật quyền quý đứng đầu thành phố. Mỗi ngày, bất kể quyền quý hay người giàu có, khi đi ngang qua tòa nhà phía đông, ai cũng nhìn với ánh mắt đầy kính sợ. Thật sự tiểu thư thứ 6 nhà họ Ôn đã đến hàng thành. Hành trình này chỉ e sẽ có sóng gió, nhưng không biết tại sao vị tiểu thư này lại đến đại học hàng thành làm giảng viên môn tài chính. Chẳng lẽ nhà họ Ôn định tiến vào lĩnh vực giáo dục sao? Lúc này, Ôn Nguyễn đang nhắm mắt, ngồi trước bàn trang điểm. Mặc trên người chiếc váy dài đỏ rực, trợ lý thân cận nhẹ nhàng trang điểm cho cô. Tiểu thư, Ngũ thiếu gia đã đến và đang đợi ở phòng khách dưới lầu, trợ lý nhẹ nhàng nói, liếc nhìn Ôn Nguyễn qua gương. Anh ta chỉ từng thấy cô mặc chiếc váy đỏ này 3 lần, và mỗi lần như vậy đều báo hiệu sẽ có người phải thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Có vẻ cuộc đàm phán hôm nay với Ngũ thiếu gia sẽ không dễ dàng. Khi trợ lý còn đang suy nghĩ, điện thoại của Ôn Nguyễn rung nhẹ. Nhìn vào màn hình, cô từ từ đứng dậy, trần trạch, anh còn dám nhận cuộc gọi của người phụ nữ đó. Đúng là không biết an phận, có phải anh quên rằng tôi đã nói anh là của tôi rồi không? Có lẽ tôi phải trói anh bên mình mới được, trợ lý ngập ngừng nói, tiểu thư, trang điểm của cô vẫn chưa hoàn thành. Không cần, tôi đang gấp, cô đáp lại rồi bước nhanh xuống lầu. Giải quyết xong trong vài phút, chuẩn bị xe để tôi đến hàng thành. Tôi sẽ bắt Trần Trạch về và tận hưởng một chút, cô nói trong khi tiếng giày cao gót vang lên từng bước trên cầu thang. Ôn Tú, mặc một bộ vest chỉnh tề, từ từ đứng dậy, nhìn em gái mình đang bước xuống với ánh mắt sắc lạnh. Ban đầu, anh được gia tộc cử đến hàng thành để mở rộng thị trường ven biển, cũng coi như là một chúa tể trong khu vực. Nhưng không ngờ cô em gái nhỏ nhất lại bất ngờ đến đây để tranh giành với anh, và gia tộc thì lại làm ngơ trước việc này. Anh buộc phải phái người đối đầu với Ôn Uyển, nhưng lần nào cũng thất bại. Hôm nay, anh đến nơi ở của Ôn Uyển với hy vọng có thể làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người. Nếu không thể hòa giải, anh sẽ tuyên chiến. Em gái yêu quý của anh, đã lâu rồi mà em chẳng thèm đến thăm anh, Ôn Tú giả vờ bước tới chào hỏi thân thiết. Nhưng Ôn Uyển lại dừng bước, lạnh lùng nói, im đi. Ôn Tú bị nghẹn lời, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Một câu thôi, hàng thành là của tôi, Ôn Uyển nói với vẻ oai nghiêm của một nữ hoàng, ánh mắt lạnh lùng khiến Ôn Tú rùng mình. Anh đã từng thấy ánh mắt này của cô nhiều năm trước, khi một tập đoàn ẩm thực ở kinh đô chống đối cô, và sau đó nhanh chóng sụp đổ, tan cửa nát nhà. Khác với lần trước, khi đó anh đứng sau lưng cô, còn giờ đây họ ở hai phe đối lập. Áp lực này không hề nhỏ, đến mức anh có cảm giác linh hồn mình như đang bị nghiền nát. Tại sao chứ, là gia tộc đã cử anh đến đây để quản lý thị trường Đông Nam, em không có quyền đuổi anh đi. Dưới khí thế áp đảo của cô, những lời lẽ mà Ôn Tú chuẩn bị giờ không thể nói ra, chỉ có thể lôi gia tộc ra để biện hộ vài câu. Ôn Nguyễn chậm rãi bước đến trước mặt anh, giơ hai ngón tay lên, biến khỏi hàng thành. Hoặc chịu hậu quả, Ôn Tú nghe xong câu nói ngắn gọn đó, khuôn mặt Ôn Tú tái nhợt, không tự chủ được lùi lại một bước. Cô điên rồi sao, làm vậy thì được gì, đánh kẻ địch 1.000, nhưng cô cũng tự tổn hại 800. Cô sẽ không cảm thấy dễ chịu đâu, anh nghĩ đến khối tài sản khổng lồ và mối quan hệ rộng rãi mà Ôn Nguyễn đang nắm giữ. Nếu cô thật sự bất chấp mọi giá để đối đầu với anh, liệu anh có thể trụ vững? Thậm chí, nếu cuối cùng thắng được, anh sẽ còn lại gì? Còn Ôn Nguyễn thì sao? Cô có quan tâm không? Không, người phụ nữ này là một kẻ điên, hoàn toàn không màng tới những tổn thất tài chính của bản thân. Những ông trùm và công tử quyền thế ở kinh đô từng thua dưới tay cô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Người phụ nữ này ra tay luôn mạnh mẽ và quyết liệt, không ai có thể theo kịp từng bước điên cuồng của cô. Ôn Nguyễn lạnh lùng nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Ôn Tú, nhưng tâm trí cô không đặt vào chuyện này. Trong đầu cô tràn ngập hình bóng của Trần Trạch, khao khát được gặp anh ngay lúc này. Đã gần một giờ cô chưa gặp anh, và cô nhớ hương thơm trên cổ anh đến mức muốn cắn vào đó. Đúng lúc đó, âm thanh báo tin nhắn điện thoại vang lên. Ôn Nguyễn cầm lên xem, trong giây lát đôi mắt cô đầy sát khí trên người dường như ngưng tụ thành một khối rắn chắc, khiến nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ. Ôn Tú bắt gặp ánh mắt đầy sát khí đó, anh nhận ra người phụ nữ điên này thật sự muốn tiêu diệt anh, muốn anh nhà tan cửa nát. Ôn Nguyễn nhấc váy dài lên, bước qua Ôn Tú, liếc nhìn trợ lý một cái rồi đi thẳng ra ngoài mà không hề dừng lại. Khi trợ lý cầm điện thoại chuẩn bị quay số, Ôn Tú hoảng sợ hét lên, tôi đi. Tôi chấp nhận thất bại. Ôn Nguyễn không nhìn anh ta thêm lần nào nữa, bước thẳng ra khỏi biệt thự, lên chiếc máy bách đã chờ sẵn và lái đi về phía trung tâm. Em trai chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. Rồi cô nhìn vào hình bóng anh trong gương chiếu hậu, cảm thấy thật gần gũi mà cũng thật xa xăm. Hãy luôn ở bên cạnh chị, được không? Nhưng Hoa Khôi Trường đột nhiên chặn trước mặt tôi, không cho tôi rời đi. Cô ấy nắm chặt tay, đôi mắt ngân ngấn nước, trách móc, trần trạch, đồ cặn bã. Nói đi, có phải hôm đó cậu tặng hoa cho cô gái qua đường nào đó không? Cậu có lương tâm không vậy? Tôi đã cho cậu cơ hội thử lòng rồi mà, tại sao lại không theo đuổi tôi? Cảnh này của Lưu Như Yên khiến các sinh viên xung quanh cũng dừng lại xem, chỉ trỏ bàn tán. Cảnh cô gái xinh đẹp tức giận tố cáo cha nam thay lòng ngay giữa sân trường thế này rõ ràng có thể dễ dàng leo lên top tìm kiếm nóng nhất trong trường. Nhưng họ không biết rằng Lưu Như Yên đã lợi dụng tôi bao nhiêu lần, lấy đi biết bao tình cảm và quả cáp của tôi. Lưu Như Yên vẫn định tiếp tục nói, nhưng lúc này người tôi cùng phòng là Lâm Đình Đình kéo tay cô ấy lại và nói, Như Yên, người như vậy không đáng để cậu giận đâu. Trong trường còn nhiều chàng trai tốt, một đống ấy, cần gì quan tâm đến tên nghèo hèn và không có tương lai này. Sao cậu không gọi cho anh Lưu Phong, để anh ấy lái chiếc Mercedes đưa cậu đi dạo nhỉ? Ngay khi lời vừa dứt, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, các sinh viên xung quanh và Lưu Như Yên đều quay về phía cổng trường, nhìn thấy một chiếc Maybach phanh gấp ngay tại đó, để lại hai vết bánh xe hằn sâu trên mặt đường.
Chẳng lẽ thật sự là anh Lưu Phong đến đón mình? Lưu Như Yên không kìm được nở nụ cười, quên cả Trần Trạch, vội tiến vài bước về phía chiếc xe. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa Maybach mở ra, cô ấy sững sờ. Em trai, em đúng là không biết sợ là gì. Một bóng dáng đỏ rực bước ra từ trong xe, lướt qua Lưu Như Yên và chậm rãi tiến về phía tôi. Cảnh tượng này khiến các sinh viên và người qua đường không nhịn được mà hít một hơi lạnh, thậm chí có người quên cả thở. Bộ váy đỏ rực kết hợp với đôi giày cao gót đen thanh mảnh, rõ ràng là một bộ lễ phục tao nhã, nhưng khi khoác lên người cô ấy lại giống như một bộ giáp đầy sát khí. Mỗi bước đi của cô ấy không phải là quyến rũ, mà là sự quyết liệt của chiến binh. Cùng với bước chân ấy, mọi người xung quanh đều vô thức lùi lại vài bước, nhường đường và không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu xuống một cách không tự chủ. Lúc này, Lưu Như Yên đứng cách tôi không xa, cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể cử động được. Không chỉ bởi khí chất của Ôn Huyền, mà còn vì khi nhìn thấy cô ấy, lòng tự ti trong cô ấy trỗi dậy. Người phụ nữ trước mặt là một thế giới hoàn toàn khác, sự khác biệt như bùn đất với quý tộc thật sự. Dựa vào con mắt tinh tường của mình, Lưu Như Yên có thể nhận ra chiếc váy dạ hội đỏ trên người Ôn Huyền là thiết kế độc quyền của một thương hiệu quốc tế mà cô từng thấy trên tạp chí thời trang, chỉ có 30 chiếc trên toàn cầu, giá của mỗi chiếc chắc chắn không dưới 6 con số. Nhưng khi bộ váy này ở trên người Ôn Huyền, người ta dường như quên mất giá trị của nó. Rốt cuộc cô ấy là ai? Lưu Như Yên bản năng quay sang nhìn người tôi cùng phòng Lâm Đình Đình. Nhưng lúc này Đình Đình cũng ngơ ngác, không nghe thấy gì cả. Cô ấy đến tìm Trần Trạch sao? Nhìn Ôn Huyền càng ngày càng đến gần Trần Trạch, trong lòng Lưu Như Yên dâng lên cảm giác khủng hoảng. Từ trước đến nay, ngoại hình của cô được xem là xuất sắc trong cả trường, dù hoàn cảnh gia đình bình thường, vẫn có vô số nam sinh ưu tú sẵn sàng dâng hiến sự quan tâm, đặt cô lên vị trí được tung hô. Trần Trạch cũng từng là một trong những ngôi sao vây quanh cô. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một người phụ nữ vượt trội cô về cả ngoại hình lẫn gia thế, dường như muốn tìm Trần Trạch. Điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Cậu nô của mình có thể không cần, nhưng người khác không thể cướp. Lưu Như Yên định hét lên, nhưng Ôn Huyền đã đến trước mặt tôi. Tôi cũng ngơ ngác, nghĩ thầm, cô nàng điên này lại xuất hiện rồi sao? Cô ta lại định bắt cóc mình trước mặt bao nhiêu người nữa sao? Tôi vừa định nói thì Ôn Huyền đã cười, bước đến bên cạnh, khoác tay phải tôi, em trai, đến giờ rồi. Chúng ta phải đi thôi, tôi còn định phản kháng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của Ôn Huyền, tôi quyết định ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Maybach. Ngay khi Maybach rời đi, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán. Nếu mình chịu khó đọc hướng dẫn việc làm của sinh viên đại học, có lẽ cũng sẽ được nữ đại gia để mắt đến chăng? Lúc này, Lưu Như Yên cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt lưng tròng, quay đầu chạy về hướng ký túc xá. Trong xe, tư thế hiện tại của tôi rất nguy hiểm. Vừa lên xe, Ôn Huyền liền xoay người ngồi lên người tôi, giữ chặt hai tay tôi cố định vào ghế. Động tác đột ngột này làm chiếc váy dạ hội căng chặt, làm nổi bật đường cong hoang dã và quyến rũ của cô ấy, khiến tôi không kịp phản ứng. Theo bản năng, tôi nhìn về phía nữ tài xế và thư ký ở hàng ghế trước để cầu cứu. Nữ tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ nhấn một nút ở bên tay trái, một tấm chắn từ từ nâng lên, ngăn cách hàng ghế trước và hàng ghế sau. Cái tấm chắn này để làm gì vậy? Hai người phản ứng lạnh lùng và nhanh chóng thế. Ôn Huyền nói, em trai, chẳng phải em từng nói là không thích Lưu Như Yên lạnh lùng sao? Khi nghe câu nói ấy, tôi ngẩng đầu lên và thấy trong mắt Ôn Huyền lóe lên tia lạnh lẽo. Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra cô ấy đang tức giận vì điều gì. Rõ ràng cô ấy giận vì tôi đã từng nói rằng mình không thích Lưu Như Yên, nhưng hôm nay vẫn gặp cô ấy. Trong mắt Ôn Huyền, điều này chẳng khác gì nói dối. Nhưng tôi oan quá, là cô ấy đến tìm mình cơ mà. Tôi định giải thích, nhưng lời tôi lập tức bị chặn lại bởi đôi môi của Ôn Huyền. Nụ hôn của cô mạnh mẽ, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, khiến tôi không thể nói thêm lời nào. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Ôn Huyền hơi ngẩng đầu lên, em còn muốn nữa không? Tôi nghe câu đó mà ngẩn người, đây là kiểu đối thoại gì vậy? Có phải hơi kỳ lạ quá không? Ngay lúc đó, Ôn Huyền kích động ôm chặt lấy tôi, hét lên trong niềm vui và sự điên cuồng, chỉ cần em ngoan ngoãn gọi một tiếng, chị sẵn sàng cho em cả cuộc đời này. Nghe những lời đó, tôi không biết phản ứng ra sao, đầu óc trống rỗng. Chiếc Maybach như vừa đi qua một đoạn giảm tốc, khiến tôi giật mình tỉnh táo lại. Dừng lại, Ôn Huyền, nghe tôi nói đã. Ôn Huyền dừng lại, chống cằm lên ngực tôi, ngước mắt nhìn với đôi mắt đầy khát khao và chiếm hữu. Tôi không hề hẹn gặp Lưu Như Yên, là cô ta đến ký túc xá của tôi gây sự vì hôm ấy tôi không tặng hoa cho cô ta. Tôi không có hứng thú gì với cô ta cả, hoàn toàn không thích một người phụ nữ độc ác và giả tạo như cô ấy. Cô tin tôi, được chứ? Nói xong, tôi cảm thấy những lời mình vừa nói có chút thiếu thuyết phục. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, không đúng, Ôn Huyền đâu phải bạn gái mình, cho dù mình có chuyện gì với Lưu Như Yên thì cũng đâu cần phải sợ đến vậy, cũng đâu cần giải thích cặn kẽ thế này. Nghe những lời đó, thấy ánh mắt nghiêm túc và chân thành của tôi, cuối cùng Ôn Huyền mỉm cười, được, tôi tin em. Nói xong, cô ôm chặt lấy tôi, cả hai cứ ôm nhau như vậy, im lặng nhìn vào mắt nhau. Nhưng khi câu nói đó cất lên, hai người ngồi ở hàng ghế trước là thư ký và tài xế đều không thể bình tĩnh nổi. Tay cầm vô lăng của tài xế suýt trượt, họ trao nhau ánh mắt sửng sốt. Cả hai đều là cận vệ của Ôn Huyền, đã theo cô được 2 năm rưỡi. Trong ấn tượng của họ, Ôn Huyền luôn là một người lý trí đến mức lạnh lùng, quyết đoán như một nữ hoàng. Nhưng bây giờ, vì cậu này chỉ giải thích vài lời mà cô đã tin ngay. Sự quyết đoán thường ngày của cô đâu rồi? Khả năng tính toán đâu rồi? Đừng để nhan sắc làm mờ mắt, tổng giám đốc Ôn. Ôn Huyền không hề biết suy nghĩ của hai người phía trước, nhưng lúc này tôi thật sự không dám cử động, sợ lại chọc giận người phụ nữ này. Sau bao khoảnh khắc ám muội cùng với hành vi nhốt tôi trước đó của Ôn Huyền, tôi ít nhất cũng có thể rút ra một kết luận, Ôn Huyền thật sự rất thích tôi, hơn nữa là kiểu thích hết lòng.
nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao Ôn Uyển lại thích mình, vì cho đến lúc này, hai người chỉ là những người xa lạ gặp gỡ tình cờ. Có phải là vì lần trước khi tôi tiện tay tặng hoa cho cô ấy mà khiến cô ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hiểu lầm đã được giải quyết rồi, tôi vừa nói xong, thì Ôn Uyển đột nhiên ngồi thẳng dậy khỏi lòng tôi, nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi từ đâu đó lấy ra một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng này rõ ràng là hàng đặt riêng, không cần khóa, chỉ cần chạm vào cổ như chiếc còng điện tử là có thể tự động khóa lại. Vòng cổ còn kèm theo một dây xích, đầu còn lại của dây xích là một chiếc còng lông thú. Chờ đã, chiếc còng lông này trông quen thuộc, chẳng phải là loại cô ấy từng thử tôi sao? Có khi nào đây là một sản phẩm cùng bộ không? Thì ra dù hiểu lầm đã được xóa bỏ, nhưng Ôn Uyển vẫn không có cảm giác an toàn với tôi. Cô nói nhỏ, ngoan nào, đeo vòng cổ này vào và luôn ở bên cạnh tôi, được không? Vừa nói, Ôn Uyển vừa tiến đến gần cổ tôi với chiếc vòng đó. Đây chẳng khác gì cột xích chó cả, không được, tuyệt đối không được. Tôi nắm lấy tay Ôn Uyển, cô không giận, mà nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười. Cậu bé của tôi, em đang muốn chống lại tôi sao? Ôn Uyển, tôi cũng có lòng tự trọng, tuyệt đối sẽ không đeo cái này đâu. Lòng tự trọng hả? Nghe đến chữ tự trọng, Ôn Uyển cười càng thoải mái. Ha ha ha, cậu bé của tôi trưởng thành rồi, còn biết tức giận nữa. Nhưng điều này càng khiến tôi muốn bắt em đeo cái này hơn đấy. Nói xong, Ôn Uyển gạt tay tôi ra và định choàng chiếc vòng lên cổ tôi. Trước sự cứng rắn của Ôn Uyển, tôi chỉ có thể né tránh. Trong không gian chật hẹp, tôi nhân cơ hội giằng lấy chiếc vòng khỏi tay cô, quyết không để nó vào cổ mình. Cô Ôn, chiếc xe này bao lâu nữa mới dừng lại đây? Cả hai giằng co chiếc vòng, tình hình càng lúc càng lộn xộn. Cuối cùng, tôi áp đảo Ôn Uyển, nắm lấy chiếc vòng khi nó đang nằm trước ngực cô và nhanh chóng giành lấy nó. Ôn Uyển, từ bỏ đi, tôi sẽ không đeo đâu. Chiếc Maybach lại đi qua một đoạn giảm tốc, tay tôi vì quán tính mà đẩy chiếc vòng về phía trước và ngay giây sau, vòng cổ đã khóa vào cổ Ôn Uyển với một tiếng cạch. Tôi không cố ý đâu. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, nghĩ rằng liệu có bị giết không khi cho cô ấy đeo chiếc vòng này. Nhưng Ôn Uyển không hề giận, chỉ đưa tay lên cằm tôi một cách quyến rũ, rồi luồn tay đeo chiếc còng vào cổ tay phải của tôi. Hóa ra em thích kiểu này à? Cô nói, điều này làm em phấn khích hơn phải không? Cô mỉm cười, tay hạ xuống, từ từ nâng lên ngang tay. Hơi ngẩng cằm, đôi mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tôi đầy quyến rũ. Dù không mãnh liệt và chủ động như lúc nãy, nhưng trong mắt trần trạch, điều đó còn quyến rũ hơn. Ôn Uyển, tôi không cố ý đâu, tôi không có hứng thú với S3, cả đời này tôi vẫn là trai tân mà. Cái đó không quan trọng, cô nói, dù sao thì chúng ta hãy dừng lại và nói chuyện tử tế được không? Trần Trạch từ từ đứng dậy khỏi người Ôn Uyển, lui về phía cửa xe và thu mình lại trong góc. Ôn Uyển hiện ra vẻ mặt hơi thất vọng, sao không tiếp tục nữa? Đừng lo, tôi sẽ chịu đựng được. Câu nói này khiến cả Trần Trạch và hai người phụ nữ phía trước suýt bật cười. Ai mà ngờ một nữ tổng tài quyết đoán lại nói như một cô gái tuổi teen thế này. Sự đối lập này quả thật quá lớn. Cùng lúc đó, chiếc vòng cổ đeo trên cổ Ôn Uyển kèm theo sợi dây xích đập vào ghế ngồi. Trần Trạch nhận ra tình huống hiện tại thật sự không ổn, anh cẩn thận nhìn theo sợi dây xích đó. Còng tay nối với dây xích lại nối với vòng cổ chẳng khác nào đang dắt thú cưng đi dạo. Ôn Uyển có giận không? Hay cô sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái? Nhưng sao cô lại đáng yêu thế này nhỉ? Khác hoàn toàn với dáng vẻ tổng tài lạnh lùng lúc nãy. Khi anh còn đang mải suy nghĩ lung tung, một âm thanh đột ngột vang lên. Oa, đây là chuyện gì thế? Nhìn theo hướng âm thanh, anh thấy Ôn Uyển giơ hai nắm tay nhỏ, lẻ lưỡi với anh. Phải nói, thật đáng yêu quá. Không đúng, làm sao cô biết mình đang nghĩ gì? Cô có khả năng đọc suy nghĩ sao? Tiếng hít khí lạnh từ ghế trước vang lên, chiếc Maybach khẽ lắc, suýt đâm vào lề đường. Tài xế và trợ lý mặt mày tái mét, chúng ta nghe thấy gì thế này? Kích thích vậy sao? Hai người có thể bớt chơi trò này đi không? Cứu với, chúng tôi nghe hết rồi, lỡ chút nữa xuống xe bị tổng giám đốc Ôn giết diệt khẩu thì sao? Cậu không nghĩ vậy sao? Ôn Uyển đưa tay phải lên đặt trên ngực trái của Trần Trạch, cảm nhận nhịp đập nhanh của trái tim anh vì hồi hộp, thích mà đúng không? Không, đó không phải trọng điểm, chúng ta hãy tháo cái này ra trước, thế này thực sự không ổn. Trần Trạch cảm thấy hôm nay kích thích trên xe còn hơn cả hai kiếp của mình, muốn tháo cái này ra để không khí trở lại bình thường. Xin lỗi nhé, chị đây không thể tháo nó ra được, nếu ở nhà thì còn được. Có ý gì chứ? Trần Trạch ngơ ngác, nghĩa là cậu phải về nhà với chị. Vừa nói, Ôn Uyển hơi nghiêng người về phía Trần Trạch. Thì thầm bên tai anh, yên tâm đi, nhà chị rất rộng, giường cũng mềm và thoải mái nữa. Nghe câu đó, Trần Trạch cảm thấy toàn thân tê dại. Sao thế, trên xe chưa đủ mà còn muốn thử ở nhà sao? Mình nên phản kháng, hay nên thuận theo nhỉ? Không đúng rồi, mọi thứ hoàn toàn rối tung lên. Tôi đang nghĩ cái gì đây? Rõ ràng tôi đã sống qua hai kiếp người rồi mà. Vậy tại sao vẫn bị cô ấy dẫn dắt mãi thế này? Không được, tôi phải xuống xe. Ngay sau ngã rẽ này là cổng vào của địa cảnh viên. Sắp về đến nhà rồi, lòng tôi đã loạn lắm rồi. Có cần phải nhanh vậy không? Các người có thể lái chậm lại một chút được không? Trợ lý và tài xế còn cố chạy nhanh hơn, để tôi nghe thêm một chút. Nếu nghe thêm vài câu nữa, chắc tính mạng của chúng ta không còn an toàn đâu. Anh giờ lại vì tiền mà chấp nhận để người phụ nữ lớn tuổi bao nuôi. Dưới ánh mắt của mọi người mà đi theo cô ta, làm tôi trở thành trò cười. Anh là đồ cặn bã, nhu nhược, ngay lúc này, Lưu Như Yên gục đầu trên bàn mà khóc. 2 phút rưỡi sau, cô ấy bỗng như nghĩ ra điều gì đó, ngừng khóc. Trong đôi mắt đẫm lệ bỗng lóe lên một chút hung hăng. Tôi sẽ chứng minh tôi giỏi hơn người phụ nữ đó, sau đó, tôi sẽ tìm được người trong mộng của mình. Rồi tôi sẽ đá phăng Trần Trạch ra khỏi cuộc đời tôi. Để anh ta phải sống mà chẳng có cả tình yêu lẫn tiền bạc. Còn không bằng chết đi, Trần Trạch đi vào biệt thự đế cảnh Uyển số 1, đi thẳng đến phòng tôi,
Ôn Nguyễn kéo tay anh, nhanh chóng bước vào cửa lớn của biệt thự. Đi thẳng lên lầu 2, khiến tôi không kịp trở tay, mặt đầy dấu chấm hỏi. Kéo tôi vào phòng cô ấy một cách thẳng thắn như vậy sao? Không cho tôi chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào ư? Vào đây đi, tôi sẽ cho anh xem phòng của tôi. Ôn Nguyễn nắm tay anh, đi vào phòng trên tầng 2. Chỉ thấy bên trong tối om, cô ấy đi vào trước, quay lại nhìn anh mà vẫy tay. Hai trợ lý dừng lại, đứng hai bên bậc thang, như thể đang canh gác. Ánh mắt kiên định như những chiến binh quyết tử. À, các người không vào sao? Anh hỏi dò một câu, nhưng hai người lại tỏ vẻ hơi e dè. Đây là không gian riêng tư của Tổng Giám Đốc Ôn, không ai được phép vào. Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của họ, anh bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lẽ nào bên trong là một nơi bí ẩn? Anh đứng ở cửa phòng, nhìn đôi găng tay và dây xích trong tay mình. Trong đầu hiện lên những ý nghĩ không tốt. Không lẽ đây là phòng giam, hay là một phòng tra tấn gì đó? Thật sự nghĩ tôi có sở thích thế này sao? Tôi bình thường mà, không phải kẻ biến thái. Trần Trạch, vào đi, tiếng của Ôn Uyển vang lên. Lực kéo từ dây xích trên tay khiến anh lao vào phòng. Ngay sau đó, cánh cửa đóng sập lại. Hai trợ lý ở bậc thang thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau. Cuối cùng cũng vào rồi, lại sống thêm một ngày nữa. Trần Trạch còn muốn chúng ta vào sao? Chẳng khác nào muốn lấy mạng chúng ta. Phải rồi, đây là thiên đường của riêng Tổng Giám Đốc Ôn. Người ngoài vào đây chắc sáng mai sẽ thành mồi cho cá ở sông Hàng Nam mất thôi. Nghe nói trong thiên đường này có gì đó sao? Tôi tò mò không biết trong căn phòng quý giá này của Tổng Giám Đốc Ôn có gì. Đừng tò mò nữa, biết càng nhiều chết càng nhanh. Tối quá, Ôn Uyển, cô ở đâu? Anh cảm thấy tay không chạm vào được gì, tối đến mức không thấy cả ngón tay. Căn phòng này thật sự không có chút ánh sáng nào, phải biết rằng đèn đường trong khu biệt thự rất chất lượng. Điều này cho thấy mức độ kín và cách ly ánh sáng của căn phòng này cao đến thế nào. Ôn Uyển, cô ở phía trước à? Với tầm nhìn hiện tại, anh chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng của Ôn Uyển trước mặt. Chào mừng anh đến với thiên đường của tôi. Một tiếng cạch vang lên, một dãy đèn chùm trên trần nhà bật sáng, căn phòng tối om phút chốc được chiếu sáng, một luồng ánh sáng trắng lóa mắt. Trần Trạch nhắm mắt lại theo phản xạ. Khi thị lực hồi phục, cảnh tượng trước mặt khiến anh ngơ ngác.